Minh Hằng, Ngọc Trinh đua nhau mặc hở. Hội ngộ ở họp báo giới thiệu phim Chị Em 2 giờ chiều 29/11. Hai nữ chính Minh Hằng, Ngọc Trinh cùng chọn thiết kế váy tôn vòng 1, đường vòng. Minh Hằng vai cô Ba Trà và Ngọc Trinh gây ấn tượng khi chọn trang phục đen, trắng đối lập, cùng nhau bước ra từ phía sau sân khấu trong sự kiện. Minh Hằng mặc đầm ren chế vai với phần ngực kết nối ơ hờ. Ngọc Trinh mặc đầm trắng chế ngực, dáng ôm và xẻ cao. Hai mỹ nhân showbiz Việt đọ sắc, đua dáng đúng như hai nhân vật họ đảm nhận trong phim. Trong phim, Minh Hằng và Ngọc Trinh thể hiện hai nhân vật từ chị em thân thiết hóa đối thủ bằng mặt không bằng lòng. Biết nhau từ lâu nhưng nhờ phim này, họ mới gặp nhau và hợp tác. Trên phim trường, hai người đẹp nhanh chóng trở thành bạn thân. Minh Hằng hay chăm sóc và chỉ dẫn Ngọc Trinh trong diễn xuất. Cô đánh giá đàn em là người sống biết điều. Ngọc Trinh cũng rất thích tặng quà cho đàn chị. Ba Trà, kỹ nữ nước tiếng Sài Gòn thập niên 1930, là vai diễn đầu tiên của Minh Hằng sau đám cưới. Nối tiếp bấy ngọt ngào, phim Chị Em 2 ghi thêm dấu mốc sự trưởng thành, vai góc của nữ diễn viên trên màn ảnh. Cô cho biết ban đầu đạo diễn Vũ Ngọc đã nói vai này dễ, trong tầm tay của cô. Nhưng nhận vai rồi, Minh Hằng mới nhận ra vai diễn nhiều chông gai. Người đẹp rất hào hứng vì lần đầu có phim chiếu rạp dịp Tết. Ngọc Trinh trở lại điện ảnh sau 2 năm, xin đi học trước khi nhận vai Tư Nhị. Cô tự tin tuyệt đối vào nhan sắc nhưng áp lực về diễn xuất. Đạo diễn Vũ Ngọc đã tự hào về hai nữ chính của mình. Anh tiết lộ Minh Hằng và Ngọc Trinh đều nhận vai từ lúc bộ phim mới là ý tưởng, chưa có kịch bản. Anh trân trọng sự lăn xả của hai người đẹp vì vai diễn, xót xa họ dầm mưa, quay hồ bơi cả đêm. Đạo diễn Vũ Ngọc đã thừa thắng xông lên sau thành công của Bố Già. Đây là lần đầu anh làm phim về cuộc đấu đá giữa mỹ nhân. Với anh, đây là một thử thách lớn. Đổi lại, yếu tố gia đình, tình cảm trong phim là thế mạnh anh tự tin. Tết 2023, anh sẽ cạnh tranh với Trấn Thành đạo diễn và sản xuất phim Nhà Bà Nữ. Dù năm ngoái, họ là đồng đạo diễn của phim Bố Già. Vũ Ngọc đã cho rằng, đây không phải cuộc đối đầu. Chúng tôi cùng dắt tay nhau ra rạp, kêu gọi khán giả Việt Nam ra rạp ủng hộ phim Việt. Diễn viên Lương Mạnh Hải là một trong các nhà đầu tư của phim. Diễn viên Lê Hóa đến dự họp báo cùng con gái Emma Lê. Emma đảm nhận một trong các vai ký nữ của phim. Cathy Uyên hiếm hoi xuất hiện sau khi sinh con đầu lòng, là đạo diễn của Chị Em phần đầu tiên. Cô chúc phần 2 của phim thành công. Cô chính là người huấn luyện diễn xuất cho Ngọc Trinh ở phim này. Đảm nhận vai trò MC của họp báo, siêu mẫu Hà Anh chưa thuyết phục trong phần dẫn dắt, lộ điểm yếu chưa hiểu về bộ phim. Người mẫu Ngọc Nga, nghệ sĩ Lê Giang, diễn viên Lê Trang, người mẫu Cao Thiên Trang từ phải qua tham gia dàn nữ phụ của phim. Người đẹp Hoàng Như Mỹ mặc đồ cắt xẻ sexy đến chúc mừng cô giáo Minh Hằng, huấn luyện viên của cô tại The Face. Cùng team Minh Hằng ở The Face, diễn viên Xuân Phúc đến cổ vũ vai diễn mới của huấn luyện viên. Người mẫu, nhà thiết kế Trương Thanh Long luôn có mặt ủng hộ các sản phẩm của Minh Hằng. Anh từng đóng một vai nhỏ trong Chị Em phần đầu. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đóng một vai phụ trong Chị Em 2.